Thưa quý khán giả, trong tiến trình mở cõi phương Nam thì Chúa Nguyễn Phúc Chu là người đã có công lớn trong việc ổn định nội trị cũng như phát triển kinh tế văn hóa của xứ Đàng Trong, tiếp tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam cùng với nhiều công trạng lớn lao khác. Tiết mục Danh Nhân Đất Việt kỳ này sẽ tái hiện đôi nét lịch sử về vị chúa tài ba này. Sau nhiều thập niên chờ đợi, giới nghiên cứu, học thuật, cộng đồng Phật giáo cùng người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được chứng kiến một hội thảo khoa học có quy mô lớn về chúa Nguyễn Phúc Chu diễn ra vào giữa năm 2011. Các cứ liệu lịch sử, những đánh giá, nhận định khách quan và khoa học của giới chuyên môn trong hội thảo về một nhân vật lịch sử đã có công lớn trong diễn trình mở cõi phương Nam đã góp phần làm sáng tỏ về cuộc đời cùng những đóng góp quan trọng của chúa Nguyễn Phúc Chu cho quốc gia Đại Việt vào nửa cuối thế kỷ 17, nửa đầu thế kỷ 18. Dòng họ Nguyễn ở Đàng Trong nối nhau trị vì tất cả là 9 đời. Nguyễn Phúc Chu là đời chúa thứ 6. Ông trị vì từ năm 1691 cho đến năm 1725. Thì Nguyễn Phúc Chu là người để lại cái dấu ấn khá sâu sắc trong nhận thức cũng như trong tình cảm, mà đặc biệt là của nhân dân xứ Đàng Trong. Năm 17 tuổi, chúa Nguyễn Phúc Chu lên kế vị cha là chúa Nguyễn Phúc Thái. Khi còn là thiếu niên, Nguyễn Phúc Chu đã nổi tiếng thông minh, học giỏi và có chí khí mạnh mẽ. Suốt gần 34 năm ở ngôi chúa, Nguyễn Phúc Chu sống cần kiệm, không xa hoa lãng phí, luôn thực hiện chính sách chiêu hiền đãi sĩ, giảm thuế cho dân, phát triển Phật giáo, củng cố việc quốc phòng, được người dân xứ Đàng Trong ngưỡng mộ và kính trọng. Trong lĩnh vực kinh tế, ông chăm lo việc phát triển nông nghiệp để tự chủ về lương thực trong xứ, đồng thời thúc đẩy việc khai hoang những vùng đất mới để có thêm diện tích làm nông nghiệp, góp phần đảm bảo mục tiêu quốc thái dân an. Nguyễn Phúc Chu là người đã có công mở rộng lãnh thổ tổng cộng đến 3 lần, và cả 3 lần đều rất lớn. Lần thứ nhất là năm 1693, ông đã sai Nguyễn Hữu Cảnh đánh trận cuối cùng với Chiêm Thành và đã lấy về cho xứ Đàng Trong vùng đất rộng lớn kéo dài từ Khánh Hòa mà vào cho đến Bình Thuận. Đó là một cống hiến rất lớn. Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu đã cho Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý vùng đất Thủy Chân Lạp, và Nguyễn Hữu Cảnh đã đem về cho xứ Đàng Trong một vùng lãnh thổ rộng lớn tương ứng với khu vực từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho đến tỉnh Tiền Giang hiện nay. Sau đó, Nguyễn Hữu Cảnh đã lấy phần đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn, xác lập chủ quyền vững chắc cho người Việt trên vùng đất mới. Và đó là một vùng lãnh thổ rất lớn. Nhờ sự kiện này mà năm 1998 chúng ta kỷ niệm 300 năm Sài Gòn gia đình, chúng ta kỷ niệm 300 năm Biên Hòa, 300 năm Bình Dương, 300 năm Tây Ninh. Đã, tất cả đều gắn liền với chúa Nguyễn Phúc Chu, mà trực tiếp người thực hiện là Nguyễn Hữu Cảnh. Được lệnh, chúa Nguyễn Phúc Chu sau khi ổn định về mặt lãnh thổ và chủ quyền của xứ Đàng Trong trên vùng đất mới, thống suất Nguyễn Hữu Cảnh đã chiêu mộ lưu dân từ Bố Chánh thuộc tỉnh Quảng Bình ngày nay trở vào để khai khẩn làm ăn buôn bán. Đồng thời, ông còn cho quy hoạch các đơn vị hành chánh, thôn, ấp, làng, xã, phân chia ruộng đất cho người dân, mở rộng đất đai hàng ngàn dặm, đề ra các chính sách thuế cùng nhiều việc công ích khác. Nhờ đó mà vùng đất mới phát triển nhanh chóng, làm ăn buôn bán thịnh vượng. Tất cả hoạt động đều được Nguyễn Hữu Cảnh báo về đầy đủ cho chúa Nguyễn Phúc Chu. Mạc Cửu đã dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn, mà ở đây là chúa Nguyễn Phúc Chu. Như vậy, Nguyễn Phúc Chu đã đem về cho xứ Đàng Trong những cái vùng đất rất rộng lớn và trù phú. Đồng thời, ngay sau khi có đất thì ông đã tổ chức quản lý và khai khẩn, để rồi biến Đàng Trong thành một xứ sở có tiềm lực kinh tế mạnh.
Trong hội thảo về Chúa Nguyễn Phúc Chu, nhiều bài tham luận khoa học của đại biểu đã giúp mọi người hiểu rõ hơn và cụ thể hơn những đóng góp quan trọng của Chúa Nguyễn Phúc Chu trong việc mở rộng, định hình và phát triển vùng đất mới phương Nam, trong đó có Sài Gòn, Gia Định. Do hoàn cảnh lịch sử, trong nhiều thập niên liền, công trạng to lớn của Chúa Nguyễn Phúc Chu đã không được nhìn nhận một cách xác đáng và khách quan. Và bây giờ, giới sử học của chúng ta cũng đã đánh giá về Nguyễn Phúc Chu một cách công bằng hơn, thỏa đáng hơn và đã trân trọng dùng tên của Nguyễn Phúc Chu đặt cho một đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh và đang có dự kiến sẽ đặt tên cho nhiều đường phố ở nhiều cái thành thị khác. Hiện nay, di tích Chùa Thiên Mụ ở Huế cũng là một công trình Phật giáo đã từng được Chúa Nguyễn Phúc Chu cho đại trùng tu và đúc chuông lớn để thờ tự trong chùa. Sau khi ông mất, mộ ông được xây dựng trong lăng Trường Thanh mà người dân còn gọi là Trường Sanh, tọa lạc huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế hiện nay, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km. Tại thành phố Hồ Chí Minh có một con đường nhỏ mang tên Nguyễn Phúc Chu, nằm hoàn toàn trong quận Tân Bình, một đầu giáp với đường Trường Chinh, đầu còn lại giáp với đường Phạm Văn Bạch. Con đường đã góp phần khẳng định công trạng to lớn của Chúa Nguyễn Phúc Chu đã được người dân thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận và tri ân. Đồng thời cũng là nghĩa cử đền đáp một phần công lao của ông đối với vùng đất này. Mỗi khi nhắc đến tên con đường Nguyễn Phúc Chu, người dân lại nhớ về một nhân vật lịch sử đáng kính trọng của đất nước và dân tộc.